Sau 10 năm tsunami, Ấn Độ Dương vẫn còn 300 người chưa được nhận diện ở Thái Lan, tin từ Thakwapa, Thái Lan. Hôm nay, cảnh sát quận Thakwapa đã mở 3 thùng chứa đồ cao 12 mét trong 12 thùng chứa trao cho họ trong năm 2011. Bên trong các thùng chứa này là dụng cụ văn phòng, tài liệu và những đồ vật cá nhân lấy từ những thi thể có thể giúp xác định nhân danh tánh ít nhất 360 người chết không biết là ai. Trong một thùng giấy đã rách nát, cảnh sát lấy ra một cách tình cờ, bên trong đựng những đồ dùng cá nhân rất có giá trị như dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, ví tiền và những thứ mà họ luôn luôn mang theo trong người. Trung tá Yorawat Yamari nói rằng ông ta rất ngạc nhiên nhìn thấy những món đồ quý giá này. Đơn vị nhận diện nạn nhân tsunami của Thái Lan được sự cộng tác của nhiều chuyên viên pháp y trên thế giới đã xác nhận được tên tuổi của hàng ngàn du khách, người Thái và người di dân bị chết trong vụ sóng thần tsunami ở bờ biển Phuket và Andaman vào ngày 26 tháng 12. Ông Hin Chan Gen hiện giờ vẫn còn sống ở bang Nam Kem, nơi có trên 1.500 người chết, trong đó có 5 người trong gia đình ông ta, gồm vợ, 3 con gái và 1 người em trai. Chỉ riêng trong ngôi làng đánh cá này đã có 661 người chết và 765 người mất tích. 4 người trong gia đình đã tìm được xác trong thời gian 3 năm sau trận sóng thần, nhưng người con gái lớn vẫn còn bị mất tích. Ông Hin Chan Gen nói rằng, giới chức trung tâm nhận diện nạn nhân thảm họa hay DVI nói rằng họ sẽ sớm tìm được xác con gái ông ta, nhưng đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Những thi hài không được nhận diện, không biết tên tuổi đã được chôn tại nghĩa trang của làng Phan Maguan, cách Patua khoảng vài cây số. Mỗi thi hài được chôn với quan tài làm bằng kim loại để có thể giúp dễ dàng lấy thêm mẫu DNA nếu cần thiết. Nghĩa trang có tấm bảng kim loại khắc tên 39 quốc gia tham gia vào công tác nhận diện nạn nhân, thường để cỏ dại mọc tùm. Cơ quan DVE ở Bangkok nói rằng hầu hết nạn nhân còn nằm trong nghĩa trang này có thể đợi thân nhân đến nhận diện. Các mẫu DNA của họ đều được lưu giữ trước khi chôn. Đại tá cảnh sát Yuttapon Intarafoni nói rằng có 26 người Miến Điện đang chôn trong nghĩa trang. Thân nhân ở Miến Điện khó qua Thái Lan vì tình trạng tài chính. Trận sóng thần đã làm trên 5.300 người chết trên bờ biển miền Nam Thái Lan. Khu du lịch nổi tiếng Phuket và Phan Nga thuộc tỉnh Khao Lak đã bị thiệt hại nặng nhất. Con số người chết ngang gần bằng giữa du khách ngoại quốc và người Thái Lan địa phương.